Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh đồng hồ cổ của bọn em nha. Thì để có thể nhận được thông báo mới nhất từ những clip mà bọn em đăng lên thì mọi người nhớ ấn like, share và subscribe cho kênh của bọn em nha. Và để có thể xem những hình ảnh đẹp nhất thì mọi người nhớ chỉnh lại cái độ phân giải là 1080p. Thì clip hôm nay đa phần bọn em sẽ chia sẻ những mẫu đồng hồ cổ tự động. Nếu hôm nay thì không có những em lên dây rồi. Để không làm mất thời gian mọi người nữa thì em sẽ đi chi tiết vào mẫu thứ nhất là mẫu Citizen. Em này là Citizen Auto Data nha. Em này rất là đẹp. Em này là xài máy rất nổi tiếng của dòng Citizen là máy răng cưa. Cổ điển, mặt số chưa có bị lỗi lầm gì nhiều. Chưa bị lỗi lầm, chỉ có bị dơ ngay cái khúc mà nó còn tròn của cái kim thôi, của cái tâm kim thôi, còn lại thì rất là đẹp. Cọc số thì cọc số nổi nha anh em, cọc số to và nổi như là răng cá mập ấy nha. Những em như này thì rất là đẹp, rất là độc, lên tay rất chắc chắn, mọi người có thể nhìn rõ cái mặt đó nha, chưa có bị lỗi lầm gì hết. Thì có dơ xíu xíu ở ngay giữa thôi. Cái nóc toàn thân. Em này xài máy răng cưa rất nổi tiếng rồi. Máy còn rất là đẹp. Cái này là size hình như là hơn 35 nữa này. Mỗi ngày size là hơn 35. Hơn 35 một xíu, chưa tính núm. Em này lên tay nhìn rất là chắc tay nha. Thiết kế cọc số thiết kế hộp số rất là độc đáo. Mặt số còn rất là đẹp. Này. Thì mẫu này bên em giao lưu với giá là 2 triệu 2. Kế đến thì bên em có tiếp tục một mẫu Longines Admiral. Mẫu này cũng mặt số zin chảy chảy tia sọc nha anh em, rất là đẹp. Zin con này bên em là chưa lỗi lầm gì nha. Cọc số nổi cổ điển thôi. Mặt zin của con zin 5 sao Admiral, nghe anh em có thể coi cái góc này. Rất đẹp. Em này rất nhìn rất là cổ điển rồi. Thụy Sĩ. Núm zin luôn nha anh em. Núm có chữ lông zin, zin. Lấy đi nó. Em này size là hơn 35 một xíu. Thì bên em sẽ giao lưu mẫu này với giá là 6 triệu 9. Rất đẹp. Cổ điển sang trọng. Thì bên em giao lưu mẫu này với giá là 6 triệu 9. Gắn kèm một sợi dây tốt cho anh em rồi. Kế đến thì em có một mẫu đồng hồ Nhật nữa là Seiko. Mẫu này thì mặt số rất đẹp. Cũng là chảy tia dọc nha anh em. Mặt số như là chưa lỗi lầm gì luôn, rất là đẹp. Những cái mặt đồng hồ Nhật mà như vậy rất hiếm nha. Bộ kim lá lúa, cọc số nổi.
làm nổi bật cái mặt đồng hồ lên. Đây anh em xem cái mặt số của nó rất là đẹp, chưa lỗi lầm. Kính thì xước vầy một hai chỗ nó nhẹ nhẹ đó. Quá đẹp. Đây, vỏ này em này vỏ lắc kê nha. Em này mà hàng đẹp, hàng nốt thì đa phần ngoài thị trường sẽ bán giá rất là cao nha anh em, sẽ không dưới đầu năm đâu. Bên em thì bán theo tình trạng đồng hồ thôi. Vỏ lắc kê. Đấy, cá heo chìm nhưng mà còn rất là rõ nha anh em, rất hiếm, rất là đẹp. Đây, đấy cá heo chìm, anh em hãy xem còn khá rõ nha. Mẫu này size rất là tốt. Mẫu này size là gần 37 không núm nha anh em. Size gần 37 chưa núm. Mẫu này thì bên em cũng đã gắn kèm một sợi dây dây khóa rồi. Khóa thì em có gắn cho anh em một cái khóa Seiko, khóa linh kiện của Seiko luôn rồi, rất đẹp. Thế do bên em vô luôn mẫu này với giá là 2,6 triệu, giá rất là tốt cho anh em sưu tầm mới chơi nha. Mặt rất đẹp. Kế đến thì em lại có một cái mẫu đồng hồ rất là độc dành cho những anh em mà tay to, hiệu là hiệu Tresa, rất là hiếm gặp. Mẫu này cũng là tự động luôn nha anh em, hầu như những mẫu hôm nay bọn em lên đều là máy tự động hết. Đây mặt số giống như là mặt vân đá hoa anh em, rất là độc đáo. Mặt zin nhé, mặt zin như này rất khó kiếm. Mặt số dial được thiết kế khá là độc đáo nha, có cái viền trong nó giống như là đường đua nha. Đây, ô lịch lọc 6 giờ. Mẫu này là inox toàn thân. Đây có một cái logo nổi chính hãng rất là đẹp, cũng như mẫu neo của Rado nha. Mẫu này size to lắm. Mẫu này size ngang là gần 38 rồi anh em, gần 38. Size dọc như 43 thì phải. Đây, size dọc gần 43 luôn. Hợp gần 43, quá đẹp này. Thì mẫu này mà anh em mua thì bên em cũng sẽ tặng kèm một sợi dây khóa linh kiện cho anh, một sợi dây da và khóa cho anh em nhé. Rất đẹp, rất độc đáo những mẫu đồng hồ này. Thì bên em vô luôn mẫu này chỉ với giá là 1,5 triệu. Độc đáo, rất là đẹp. Anh em xem kỹ cái dial nó được quyết định nha. Này, kế đến thì bên em lại có một mẫu Seiko tự động linh mục LM. Dòng này thì quá nổi tiếng của dòng Seiko rồi, rất đẹp. Mặt là mặt kiểu như là mặt đường băng, mà hai mặt, mặt đường băng dọc, hai bên thì là màu màu xanh đậm, còn ở giữa là màu xanh nước biển, nó nhạt, nó tạo nên nó cách điệu rất là đẹp. Cọc số thì cọc số nổi rất là to, tạo nên nhìn rất là, tạo nên một cái vòng dial rất là đẹp, sáng lấp lánh. Mẫu này thì inox toàn thân luôn nha anh em, tự động hai nấc chỉnh lịch, quá tiện lợi rồi. Mẫu này anh em lấy về chỉ có đeo thôi, anh em đã tặng kèm ghi ra rồi. Xoay ngang là 37 nha anh em, hơn 37 nữa. Xoay dọc là 41, lên tay khá đẹp nha, độc đáo. Đường mặt
đường băng dọc kính thì kính đá với cạnh nha anh em. Mình tay khá đẹp. Mẫu này bên em sẽ giao lưu với giá là 1,8 triệu. Quá đẹp. Giá rất tốt cho anh em. Nếu anh em nào mà mới chơi thì nên sưu tầm những mẫu này để chơi trước nhé. Kế đến thì em lại có một mẫu là Seiko Actis. Em này khác với những em Seiko Actis khác là mặt số dial rất là đẹp. Rất là hiếm gặp trên thị trường nha anh em. Dial của nó thì zin. Hầu hết những mẫu em bán hôm nay là mặt zin hết. Dial là dial zin. Những cái cọc thì cọc kiểu như là cọc số sơn đá đen đó nha anh em. Sơn kiểu như là sơn kiểu đá đen. Cọc số nổi nè. Còn cái những cái kim dây của nó thiết kế mình nhìn vào mình tưởng như là mặt đường đua nha. Rất đẹp nha anh em, chưa lỗi lầm vậy đó. Em quay gần cảnh con này cho anh em xem. Do phòng ánh sáng phòng rất khó quay những con này nhưng mà rất là đẹp. Rất đẹp. Em này cũng là tự động luôn nha anh em. Tốt, mình lắc ha. Lịch này lịch bấm rồi. Mặt số zin, chưa có lỗi lầm gì. Mẫu này cũng nghĩ nó toàn thân thì mẫu này thì anh em nào mà không thích dây sắt thì bên em sẽ gắn kèm một sợi dây da cho anh em nhé. Mẫu này là size ngang là hơn 37 37,5. Size dọc chắc cũng size dọc 36 nha anh em. Size dọc hơn 36 một xíu. Đó, size dọc 36. Mẫu này bên em sẽ giao lưu với giá là 2 triệu. Bên em sẽ giao lưu với giá là 2 triệu cho mẫu này nha anh em. Quá đẹp. Kế đến tiếp tục em lại có một mẫu Hamilton. Mặt này là mặt hai lòng rồi. Thiết kế rất rất rất, rất đẹp. Giống như là bát quái, nhìn cái mặt trong giống như là cái dòng ngoài này nó tạo nên cái mặt nó giống như là mặt bát quái nha. Mặt zin nha anh em. Mặt số zin hai màu rất là đẹp, hai lòng màu đen với màu vàng bên trong, cách điệu rất là đẹp. Vỏ thì vỏ lắc kê còn rất là đẹp, rất là mới, chưa có bị bong chóc gì nặng nha anh em, xước mèo cào thôi. Đây núm Hamilton rất đẹp, lưu Hamilton em này xài mấy năm tầng rồi. Đấy đấy thì đấy nóc size em này rất tốt. Size em này là size ngang là 36. Size ngang 36 hơn xíu. Size dọc 43. Size dọc 43. Mẫu này rất 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 đẹp, độc đáo ở cái mặt số nha anh em. Thì mẫu này bên em sẽ giao lưu với giá là 3 triệu 8. Anh em nào thích thì cứ nhắn cho bên em nhé. Lịch thì hai ô lịch lọc, quá đẹp. Kế đến thì bên em lại có một mẫu Citizen. Mặt này cũng mặt số zin luôn nhé anh em. Kính thì kính Mica mà kính zin. Kính zin Mica có lúp. Mẫu này cũng inox toàn thân nha anh em. Xài máy là máy máy tự động răng cưa. Máy răng cưa của Citizen. Máy cũng rất nổi tiếng rồi. Size em này rất tốt, 37,5, size tròn 37,5 rất là to.
Anh em xem lại cái mặt số. Mặt số này là rất đẹp nha anh em. Chưa có tỏa tia sấy tăm mà tia rất nhuyễn. Mặt zin, chưa có bị lỗi lầm gì. Anh em hãy xem cận cảnh. Cái này mặt zin rất đẹp. Tỏa tia rất là nhuyễn. Thì mẫu này bên em sẽ giao lưu với giá rất là mềm là 1 triệu 6 cho anh em sưu tầm nhé. Chơi sưu tầm những dòng này rất đẹp. Giá rất mềm. Đây anh em có thể coi. Rồi, mẫu rất đẹp à. Mặt số quá đẹp. Mẫu này bên em giao lưu với giá 1 triệu 6. Kế đến thì em có một mẫu Seiko tiếp theo nữa. Mẫu này là Seiko Zero Marble. Dòng này là dòng cổ xưa của Seiko rồi. Nó có cái logo rất là đẹp nha. Rất là độc. Mặt số như mặt số zin. Mặt kiểu mặt mặt trắng, mặt men trắng nha mọi người. Men trắng. Mặt này cũng còn rất đẹp nha anh em. Này auto vỏ thì vỏ lắc kê. Vỏ lắc kê. Có cái logo khá đẹp. Đây là những đời đầu của Seiko. Rất là đẹp. Con này là cũ là nguyên nguyên zin luôn rồi. Núm chữ S. Núm zin có chữ S nha anh em. Đáy thì đáy inox, vỏ thì cũng còn khá đẹp, nói chung vỏ lắc kê cũng còn khá là đẹp đó anh em. Theo tình trạng chưa có bị bong chóc gì. Thì giá em bán cho anh em sưu tầm rất là mềm với dòng này. Dòng này là em sẽ bán, em này em sẽ giao lưu với giá là 1 triệu 8. Em sẽ đo sai. Em này là size chuẩn cổ rồi, size 34.5. Gần 35 nha anh em. Em này rất hợp cho những bác nào mà thích hàng cổ mà sưu tầm. Em này là một lựa chọn rất là thích hợp. Cuối cùng là hôm nay là bên em có một mẫu Gruen. Em này cũng là tự động. Mặt nhưng được cái em này mặt số rất 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 rất, rất độc đáo luôn. Mặt nó giống như là hình cánh quạt tỏa tia ra. Anh em xem cái mặt á. Bốn chân càng thì rất là độc. Bốn chân càng quá độc đáo nè. Bốn chân càng quá độc đáo. Càng rất là dài so với cái vỏ nhìn nó tạo nên rất là đẹp. Mặt zin lên dầu theo thời gian ở giữa tâm thôi, còn lại thì khá là đẹp. Núm thì núm đầu chùa. Vỏ vỏ lắc kê cũng còn rất là đẹp nha anh em. Về anh em chỉ cần lau những chỗ mà lên bã chậu thôi. Đấy thì đấy inox. Em này cũng máy auto luôn. Em này size là 33.5. Khá size rất cổ điển của bên Thụy Sĩ. Này dòng của Thụy Sĩ mà. Size tròn 33.5. Em này ăn tiền cái mặt số rồi. Mặt khá là đẹp. Rất là độc đáo cho em. Thì là mẫu này là bên em sẽ giao lưu với giá cho anh em là 3 triệu 2 cho một em ruin.
của Thụy Sĩ mà mặt số rất đẹp, lắc kê vàng. Chỗ những chỗ này là nó bị lên bã chầu thôi nha anh em, chứ không có phải bị bong tróc đâu nha. Về anh em chỉ lâu thôi mà em để như vậy thì cho anh em nào thích sưu tầm kiểu như cổ đó. Cuối cùng thì hôm nay là bên em có ba sợi dây khóa Omega đầu 14. Cuối cùng là bên em có ba sợi dây khóa Omega đầu 14, cũng đã gắn tặng kèm dây da cho anh em rồi nha. Này, ba sợi khóa xưa Omega lắc kê, tình trạng còn rất là đẹp. Thì ba khóa này thì mỗi khóa bên em sẽ giao lưu với giá là 1 triệu 7 cho anh em sưu tầm nha. Giá cũng rất là tốt rồi. Còn cả cát, khóa còn cát bên trong nha anh em. Đây, khóa rất đẹp. Vàng thì lên bả chầu nha. Thì mỗi khóa này bên em sẽ giao lưu với giá là 1 triệu 7. Hôm nay thì cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của bọn em. Thì anh em nào thích những mẫu đồng hồ hay là những mẫu dây khóa Omega Longines thì cứ liên lạc với lại bên em. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip hôm nay của bọn em. Hẹn gặp lại anh em ở clip sau nha.